Thành phố Lào Cai đang hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phấn đấu trong năm 2020 sẽ đạt đô thị loại 1. Tuy nhiên, những hình ảnh mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phóng sự sau đây đang đi ngược lại những gì mà thành phố hướng tới. Đó là việc đổ rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi tại một số khu vực trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp, những bãi rác thải lớn gồm rác thải rắn, rác thải xây dựng đổ bừa bãi đã làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Anh Hoàng Văn Dương, người dân sống trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, tình trạng rác thải được vứt tràn lan tại đây đã xuất hiện nhiều tháng nay. Nhiều người thiếu ý thức lợi dụng lúc trời tối đã đổ trộm những loại rác thải này ra đường rồi bỏ đi. Lâu ngày không có đơn vị nào thu gom dọn dẹp nên bãi rác cứ thế phình to ra. Nhiều xe cứ đi dọc cái đường này, những cái chỗ người ta san bằng ấy, thì cứ đổ rác nào là rác sinh hoạt này, xong rồi gạch ngói các thứ là người ta san, người ta kiểu là người ta phá nhà đi ấy, người ta đổ nhiều lắm. Từ đây xuống dọc quá dọc đường Võ Nguyên Giáp này, chỗ nào cũng rác hết. Xong bắt đầu hôi thối từ đoạn dưới kia kìa, xong bắt đầu chả ai nhặt cũng chả ai dọn cả. Đây cái đoạn đường kia này, dễ đường này, đoạn đường kia rồi. Đấy, những cái đống đất lô mô kia là toàn nó vào, nó đổ trộm hết. Chúng tôi mong làm sao mà cấp trên giải quyết cho cái vấn đề này để nhân dân chúng tôi đỡ ô nhiễm. Tình trạng đổ rác trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra trong thời gian dài. Các phường đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí là xử phạt. Nhưng một bộ phận người dân vẫn cố tình vứt rác bừa bãi. Trước đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai cũng đã phản ánh về tình trạng xả rác thải tại một số khu vực trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Vào ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có công văn số 690 yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan tiến hành thu gom toàn bộ rác đã đổ thải dọc các tuyến khu vực đường Võ Nguyên Giáp để đảm bảo mỹ quan, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết và vẫn đang gây bức xúc cho người dân sống quanh khu vực này.